À, kính chào anh em cầu thủ nha. Hôm nay là ngày 29 tháng 4, shop Hoàng Tiger xin lên một lô cần VIP gồm những cái hãng mà Shimano, ABA, Daiko, những cái hãng mà có tiếng và hàng nội địa và hàng rất là xuất sắc nhất ở thị trường nha. À, bây giờ dòng bây giờ là cái lô này gồm là những dòng lua nè, những dòng xúc xích với lại cho anh em câu lóc, anh em có dứt em bán cũng còn cây à. Với lại một ít dây leader. Này, dây leader. Cái này là mẫu số 3, số 7, số 3 này anh em câu ở. Số 3 này là anh em câu ở. Thứ nhất là dùng để làm thẻo, thứ hai là dùng để làm dây câu Ikeda nha anh em. Đây. Đây hàng là hàng mới. Đó. Số 3, số 7. Số 3 là dành cho anh em quýnh địa hình Quảng Ninh, Vũng Tàu đồ nha, vân vân nha. Đó. Số 7 thì anh em quýnh ở, có thể làm leader chục để em lua cái chẻm, anh em quýnh ở Phú Yên thì em về được hai cái mã này thôi. Số 3 và số 7 dây thuộc rai, giá mới là gần 500.000, là 400 4, nếu mà tính ra gì thì điểm giờ là 450 một cuộn này nè. Số 3 đó, số 3 thì 420, này là gần 500 đó. Thì một cuộn này như dây số 3 em sẽ bán giá là 180.000 một cuộn nha. Dây số 7 em sẽ bán giá là 200.000 một cuộn. Dây này là dây leader, dây này là 100% carbon nha anh em. Đây. Đó, dây này là 100% carbon. Đó, hai mã này. Anh em cần dây số mấy thì báo em. Còn thêm một mã nữa là dây của Đài Hoa đời mới. Này. Dây Đài Hoa đời mới thì em có cái này số 3. Đó, mình ra băng dây Đài Hoa Extreme Mi Follow Carbon nè. Đó, thì dây này là số này là đâu? Mấy mã này là số 3, số 7 này là 100 m một cuộn nha anh em. Đó, con này là 110 m. Dây này có giá là 380.000 một cuộn nha anh em. Dây này dây cao cấp này. Để cho anh em quýnh Ikeda. Bây giờ em xin lên trận nha. Thì một số mã thì cũ có em kèm thêm một số mã mới nha. Mã 28 là một cây cần cọt bi dông. Đây, dòng này là dòng hiếm nha. Em được một số cần cọt bi dông đờ da băng. Đây. Đờ sau là window nha. Đem cái phôi này phôi da băng. Đây. Cây này là 1602R4. Mã sa băng. Cái này giờ hiếm lắm anh em, có kiếm cũng chu lè luôn á. Rồi, cái này mã 28. Nặng 94 g, ngọn 2 ly. Thông số là 1.8. Quýnh mát từ 5 đến 20 g nha anh em. 4 khúc có bao zin. Cái này có mã này còn gốc cái bát nha, chỗ này có xước dài điểm nha anh em. Thì cái này nguyên bản khoen buji xít. Rất là đẹp. Đó. Thì cái này có giá là 3.500.000. Anh em ở Sài Gòn thì đây, lọc thì em sẽ lô này em sẽ giảm cho anh em một ít, từ 3 đến 5% nha, tùy anh em nha, từ 3 đến 5% em sẽ giảm trên giá trị của đơn hàng đó cho anh em lọc cho vui vẻ nha, tùy theo mỗi sản phẩm đó. Kế tiếp là mã 29. Mã 29 là một cây 2581 da băng nha. 2581. Cây này có thông số là 1m74. Quýnh từ 2 đến 12 gam, 4 đến 8 leo beo. Phôi sẵn nè, phôi của nó sẵn là như thế này nha. Cái phôi này là đời đầu của Godzilla luôn đó anh em. Phôi sẵn rất là đẹp. Kiểu có dòng này là phôi sẵn rất là đẹp nha. Còn quýnh rất là nanh, cứng, nanh, nảy. Rồi, mã A29 này nặng 102 g, ngọn 1.7 giá 2 triệu. Cái này sẽ 2 triệu sẽ giảm là rồi. Đây, 2 triệu 5%. Đó, em sẽ ghi cho 5% nha. Đó, sẽ giảm thêm 5% cho anh em. Kế tiếp nữa, số mã là mã A30. A30 là một cây 2601
LR2, cây này 1.8 nha anh em. Đây xả băng, ôi rất là đẹp. Không, mấy cây này anh em búng là thôi tuyệt vời. Rồi mã này là mã A30, nặng 100g, ngọn 1.5 ly, giá là 2 triệu, 5% luôn. Em sẽ giảm 500 nữa. Tế tiếp là mã A31. A31 là một cây 1602R2. Cây này 1.8, 5-20g. Đó, nó cứng, cứng hơn em mờ chút xíu, phôi sao băng. Mấy cây này quấn sướng lắm nha anh em. Rất là cao cấp. Phôi này bền, khỏe bền. Đó, cây này mã A31, nặng 99g, ngọn 2 ly, giá là 2.2 triệu. Khoen buji xích phôi sẵn nè, đẹp nha anh em. Em chơi những cái đồ hiếm như vậy nè. Rồi cái này sẽ giảm là 5%. Kế tiếp nữa mã A32. Mã A32 là 2551F2, 5.6, 4-8 leo beo, 2-12g. Cái này có bao zin nha anh em. Rồi, cái này có mã là A32. Cái này có bao? Rất là đẹp. Rồi, cái này có giá là 2.2 triệu, giảm 5%. Tế tiếp là mã A33 là một cây 1652R2. Cái này hiếm nè anh em, sẽ băng luôn nè. 5-21g, 6.6, cái này gần 2m nha anh em. Đó, em buji xích phôi sắn. Như cái bao là của nó hay của cái kia ta? Nó của cái kia. Cái mã này cũng khá hiếm nha anh em. Phải giảm đi. Cái này sẽ là giá của nó là 2.4 triệu, nhưng mà em giảm 2.3 triệu và em sẽ giảm thêm là 5%. Nha anh em, giảm thêm 5%. Rất đẹp. Tiếp nữa, mã A34 là 1601R2, full hợp luôn nha anh em. Cái này mới đập hợp nha anh em. Em mua hơn thì bán cái này giá chỉ 2.5 triệu thôi. Rất đẹp. Đây là thông số của nó nè, cho anh em đi chơi cho sưu tầm. Giá mới 5.000 mấy nè. 1m83, 2 khúc, 95g này, 4-14g, mấy ngàn nha anh em. Còn rất đẹp, giá 2.5 triệu. Cái này em sẽ giảm 3%. Rồi, kế tiếp là mã A35. A35 là một cây cọc bi dông. Đây, cái này rất là đẹp nha anh em. Cái này có thông số là 2702R2. Đây, rất là đẹp. Chạy cấm lỡ 2/3, 2702, 2m1 nha anh em. Quýnh từ 2-20 level, 1/4-3/4, 5-20g nha anh em, 7-20g. Đó, khoen buji xích. Cái này có giá là 4.5 triệu, sẽ giảm là 3% nữa nha. Mã A35 bao zin còn. Đó, kế tiếp là mã A36. Mã A36 là một cây 1703R2. Cây này là máy ngang. Cây này có thông số là 10-40g, 3/18-1/2 OZ. Ngoại hình có xuất sắc nên vậy cây này giá cũng khá tốt nha anh em. Ngoại hình có xuất sắc còn khoảng 85%. Rồi, cây này có mức giá là 3.8 triệu, giảm thêm 3%. Kế tiếp nữa là mã 37. Mã 37 là một cây cọt bi dông nữa. Cái này có thông số là 1703R2 luôn, 10-40g, 14-30 leo beo, 7 feet 21 luôn. Đây nha anh em, rất là đẹp. Cái này thích hợp cho anh em là quýnh lóc với lại anh em săn hàng, săn mấy con cá ở đập.
giá mã này là 4 triệu nha anh em, 4 triệu giảm 3%. Bao zin còn, cái này còn bao zin luôn. Kế tiếp nữa là mã 38 là một cây quạt solar. Cây này có thông số là 1754R2. Cây này có chiều tổng chiều dài là 7,6 2m 28 15 đến 80 g quen buji sheet titanium phôi 7 màu. Anh em bộ solar, cái này phôi da băng nè. Bao zin hợp sách đầy đủ nha anh em. Cái này hàng ký gỡ nên giá của nó là 6,8 triệu. 6,8 triệu cần rất là đẹp nha anh em, cần ngoại hình mới tinh. Kế tiếp nữa là mã 39. Mã 39 là một cây quạt solar. Cây này là có thông số là 1652R3. Đây, rất là đẹp. Coi cái màu còn sáng, khoan tu dai. Cái này có hai cán nha, cán phụ của zip và một cán lua nha anh em, là đầy đủ hết. Đó, cây này mã A39 là 115g, hai cán, bao zin này đầy đủ hai cán luôn. Một cán lua, một cán zip, giá là 11.200.000. Cần rất là đẹp nha anh em. Kế tiếp nữa là một cây mã A40. A40 là một cây này. Rocky Store T-Mart. Cây này có thông số là 100-13, 3m05. Sạc 13 thì nó gơ vào độ cứng là SH nha. Nó nhẹ hơn SH chút xíu và nó cứng hơn SH chút xíu. Cây có thông số là quýnh từ 3-5 PE 60-120g, đá 8kg, mắt in da băng, phôi Daiko, Rocky Store, quen buji sheet titanium nha anh em. Này hàng là cao cấp rồi. Cái này nè, em nói anh em nè, riêng thằng Daiko nó có sẽ một cái đường sống, anh em thấy không? Một cái đường cắt kia nè. Đường cắt cái này. Đó, anh em thấy cái đường cắt này không? Cái đường cắt này là do nó quấn sợi carbon nha anh em, là đường zin của nó cắt theo vòng tròn sớ sợi carbon nè, thấy quấn không? Quấn theo cái len trần không? Đó anh em, có một số anh em không biết nói cái cần của mày vậy, cái này là zin của nó là như vậy nha anh em. Đây, cây nào cũng vậy, 10 cây như 10 cây luôn. Đây, cái đường cắt nè. Anh em thấy không? Đó, một cái đường nè. Đó. Đó, nè, nó xuống tới đây luôn nè. Đó. Đó, đó là cái này gọi là cái quấn của sợi carbon, nó làm theo cái ngày trước nó làm thiết kế của hàng hãng, nó làm như vậy thì em để quy cái này là không phải bị lỗi nha anh em. Đó. Cái này mã A40 nặng 357g, ngọn 2.8, giá là 12 triệu. Như bao zin còn biết. Này là không bao rồi. Có bao này phải có nó kim á. Rồi. Chắc cái này của nó nè. Lúc ít to nè, đúng rồi. Bao zin của nó nè. Kế tiếp nữa là một mã có bao bao zin còn luôn. Rồi, cây này là một dạng Daiko Buratori. Cái này có thông số là 100-12, những dòng hiếm không nha anh em. Cái này ngay chỗ góc có dải điểm xước lông mèo. Đây, xước lông mèo. Đó, xước lông mèo. Thì em sẽ đó, xước lông mèo. Thì em dán cố gắng em sơn bóng thôi coi. Nè. Anh em thấy nè. Đây. Đây nè, nó là vẫn có nè anh em. Nó thấy không? Nè, cái đường nè anh em. Đó, nó chạy dài nè anh em thấy không? Đó, nó chạy dài từ trên phơm đỏ ngọn này nè. Đường sớ nè, cây nào cũng có nha anh em. Đó, em chỉ anh em cái này hả? Có một số anh em chưa sử dụng qua thì giải thích cho anh em thôi nha. Cây Rocky Store 100-12 Buratori này, ngoại hình có xước sát. Rồi, ok, cây này còn trên 85, khoảng tình trạng khoảng 90%, và giá cực kỳ thơm luôn. Cái này em sẽ bán giá sale 10 triệu thôi nha anh em. Nè, 11 triệu em cho ai nhanh tay cái này cho ngày lễ em giá 10 triệu. Đó, anh em nào nhanh tay nha. 100-12. 3m05. Này. Bề 2.5 4 40 đến 100g, đáp 7 kg. Đó nha. Đó.
10 triệu. Kế tiếp là một cây Rocky Star Buratori nữa. Cây này có thông số là 111-14. Cây này quýnh cho anh em quýnh cá lóc bông nha, bông hoặc là đen gần đều quýnh xa nha. Cái này có thông số là 4B4-6, 60-120g, 3m38. Cần ước là mô hình cũng còn khá đẹp. Những dòng này là những dòng phơm châu bò nha anh em. Fan Bougie Titanium. Rồi cái này có giá là 11 triệu. Không bao nha anh em. Rồi kế tiếp nữa là một cây Rocky Star 110-11. Cây này đẹp lung linh thì thích hợp quýnh đẹp nhất là sao anh em, quýnh hiện tại cá nhồng gần đang vào đang áp nè, là cây này quýnh nhồng nè, quýnh cực kỳ luôn, quýnh từ 30-90g, map BE từ 1.5-3 nè, thông số đẹp, đá 6kg nè, quen xít titanium đó. Cái này là quýnh em thiệt, cái này mà đưa ra Vũng Tàu hay Phan Rang, Phan Rí đều quýnh cá nhồng luôn, tuyệt vời. Rồi cái này có mã là A43 nặng 324g, còn 23 giá 9 triệu, giá quá rẻ luôn. Rồi cái này tới cây siêu phẩm mã A44, cây siêu phẩm Daiko Rocky Star mới 100%, cái này siêu phẩm rồi nha. Cái này có thông số rất là đẹp, 98-11 nha anh em. MH. Rồi, mã này có mã là 30-80g, map BE23 nha. Cái này là hàng thứ bài của em, thì giá là 16 triệu. Kế tiếp nữa tới mã 45 và 46 là một cặp nha anh em. Này 45-46 thì dòng này là dòng Daiko Primer 100H. Dòng này rất thích hợp cho anh em quýnh lóc nha. Lóc quýnh gần thì cái dòng này em bán rất nhiều rồi, từ xưa đến giờ thì dòng này ngon bổ rẻ, bền. Ngon bổ rẻ và bền nữa, cực kỳ bền luôn. Đây 40-80g. Đó. Đá 6kg, dòng này rất bền nha anh em. Châu khỏe bền. Khoan Bougie Seed. Em đừng cặp. Thì giá là 4 triệu một cây nha anh em, 4 triệu một cây. Đó. 45-46. Em ở Sài Gòn nha, anh em nào mua hàng của em ở Sài Gòn em sẽ cầm qua cho anh em coi hàng, hoặc là anh em tới điểm của em sẽ đưa hàng cho anh em kiểm tra nha. Mình bán là người thật việc thật nha. Kế tiếp nữa là một cây Naturo 7 ABA 77MH. Đây 2m38. Cây này có thông số là mát BE2 7, quýnh từ 12-42g, kết hợp cho anh em lua đầm nha, lua cá chẽm nhồng nữa. Cái này là những dòng em thôi mà em ghi nhất, quýnh rất bền khỏe nữa nha. ABA. Rồi dòng này có mã là A47 nặng 147g, còn 2 ly, giá 6 triệu, khoan xích titanium nha anh em. Dòng ABA thì anh em có thể tra những cái thông tin là giờ bán không có ai lừa anh em nổi đâu. Cho xin mã đây, ABA Naturo 7 77MH, xong kiểm tra đánh bạch vô Google cha nè, sản xuất ở đâu, mua bán như thế nào, giá bao nhiêu, có hết. Rồi anh em cứ lên chảnh mua, cứ lên chảnh mà là cha cú. Cái này rất là ngon. Kế tiếp nữa là mã A48. A48 là một cái ABA nữa, cái này có thông số cũng khá đẹp, 85MH. Đây khoan Bougie Seed Titanium, đẹp nha, phôi xoắn bông. ABA là phôi nó vậy nè. Rồi cái này bao zin có nha, cái này có mã là 85MH, 47-42g, 8.5, 2m55, đó, map BE2 rất là đẹp nha. Cái này có cân nặng là 165g, còn 2 ly, giá 7 triệu. Rất đẹp phôi nó nè, ghiền luôn, ABA là phôi ghiền nha anh em. Kế tiếp nữa là một cái mã gọi là mã 49, cây này cũng là ABA Gander, cây này có thông số là 90M. Đó, cây này thông số khá đẹp, 90M.
cái này cho anh em bún chẻm ngon. Cái này chẻm ở địa hình trống lớn á, bún chẻm cái này ngon. Rồi cái này có thông số là 27, bún PE từ 0.8 đến 1.5, bún 10 đến 35 g. Góc cứng nhắc hàng nha anh em. Cái này là Asinfat. Em Buji Sit giá cái này là 2.850.000. Kế tiếp nữa là một cái ABA nữa, mã A50. Cây này là cây ABA111MX thì nó cứng hơn MH chút xíu nha anh em. Cây này là 3m38, bún mát 43g, mát BE2, khoen Buji Sit Titanium phôi sẵn bông. Đó. Cây này thích hợp cho anh em là quýnh nhầm chẻm gì đó tùy anh em. Đó, quýnh gệt đứng ở bãi 3k, quýnh những con mồi đó 20g, tuyệt vời. Rồi giá cái này 4 triệu nha anh em, mã 50, nặng 253.7g, ngọn 2 ly, giá 4 triệu. Kế tiếp tới mã 51. Mã 51 là một cây ABA dòng Forzin Limited. Này. Cây này có thông số là 3m03, cứng M. Quen hai chân xích titanium. Cái này thích hợp cho anh em bún bún fly nè, bún gần nè, bún chép giải nè, chép giải đó. Nhầm đưa cái cần này vào là tê liền. Anh em nào chép thì tuyệt vời, anh em nào bún chẻ cũng được. Đó, phôi rất là ngon. Cái này có mã là A51, nặng 198g, 1.9, giá 6.500. Tới kế tiếp là mã A52. A52 của mình là một cây 100H Black Light Forzin, có bị xước dài điểm ngay đây. Cái này là do là cứng cái khoen nha, xước lông mèo vậy anh em. Đó, cái này giờ anh em đi lấy dây nhám, nhám xả đá chút nữa làm cho, lấy dây nhám xả sơn, cái sơn sơn bóng lên cho là đẹp à. Cây này có thông số là 100H 3m05, nặng 4-300g, mát BE5, thích hợp cho anh em bún lóc nha, lóc thu bún gần. Rồi rồi cái này có mã là A52, nặng 380g, ngọn 32, giá 5.700.000 nha anh em, giá 5.700.000. Tới kế tiếp là mã A53. Mã A53 là một cây Black ABA Black Light luôn. Cái này có thông số là 910HS, đó rất là đẹp. Cái này cho anh em là quýnh quýnh hàng là hàng nặng cũng được nha, quýnh hàng nặng cũng được, quýnh cá cha cũng được. Rồi 9 feet 10, gần 3m nha anh em, 9 2m 7 nè, 10 feet 30, 9 1 0. À, cái này thông số là 3m, chi 910 là 2m7, à, em ta cái này cây 3m đâu, đúng rồi, cái này 910 là 3m nha anh em, 9130 3m. Đó, cái này có thông số là 3m, bún mát 120g, mát BE5, đây Black Light rất đẹp, khoan Buji Sit nha, phô bông nha. Rồi cho anh em con trai cũng được. Cái này nặng 395g, ngọn 3.5 ly nha, 3.6 ly nha, 3.5 ly 3.6, giá là 5.600.000, có bao nha anh em. Đó, cái tiếp là mã 54. Đã 54 là 106HH nha anh em. Cái này cho anh em là quýnh bông, quýnh gần, quýnh cá lớn nha. Đó, thông số này là anh em chịu chơi ra quýnh GT cũng được luôn. Đây
mát BE5 máy 120g. Đây 426g còn 4 ly, 6 triệu của bao. Kế tiếp của mình là mã 55. Mã 55 là một cây ABA Quattro. Đây Black Quattro Beauty, cái này mới cực kỳ đẹp, 100H. Rồi. Cái này có mã là A55, nặng 370g, gọn 3 ly, 6, rất đẹp nha anh em. Rồi, giá cái này là 7 triệu. Rất đẹp nha, Quattro dòng này, dòng phô bông. Phô bông rắn này rất đẹp. Kế tiếp của mình có bao nha anh em, là mã A56. A56 là một cây 106H nữa, lách Quattro nữa, cái này mới 100% nha anh em. Cái này mới 100%, đó. Rồi, cái này có giá là 9 triệu nha anh em. 9 triệu. Cho anh em nào quýnh săn hàng, quýnh gền, quýnh bông, đẹp. Bao hợp luôn nha anh em. Đó, kế tiếp nữa là mã 57. Mã 57 là một cây S100H của Shimano. Đây, màu sáng. Này có giá là 2 triệu. Có spinner 1S100H. Có giá bao nhiêu? Nhưng sót cái này. Cái này Scorpion China. Này thôi bán lại đi, giá là 3 triệu nha anh em. Mã 57 giá 3 triệu. Nó có gì tính sau nha. Đó. Kế tiếp nữa là mã 58. 58 là một cây. Một cây đây, cái này có bao zin nha. Monathan. AGS, cái này có thông số là 98MLM nha anh em, khoen AGS. Nguyên bản rất đẹp. Rồi, cái này có thông số là 98MML, 8 đến 16 liều bell, BE 0.5 đến 1.5, 7 đến 35g anh Thái Lan. Giá cái này là 8 triệu nha anh em, khoen AGS. Bao zin còn. Tới mã 59. Mã 59 là một cây Koyo S100MH. Mấy cái này là anh em quýnh nhầm luôn, quýnh hết bài luôn nha, nhầm đủ hết bài luôn. Cái này có thông số là 3m cứng MH. Quýnh là mát từ mấy đây, từ BE từ 0.8 đến 1.5, quýnh mát từ 30 đến 50g nha anh em. Rồi, cái này có giá là 5 triệu rưỡi. Đẹp. Koyo mát Gamakatsu, Koyo mát in Japan. Cái này là hàng nội địa luôn nha anh em. Kế tiếp nữa là một cây hàng cao cấp nữa, cây này nè. Nè, cho anh em đi kiếm nha. Trong đây là hàng xuất châu Âu của đây. Anh em coi cái hãng này. Road Dealer, dòng này là hàng xuất châu Âu. Nhật chỉ làm cho thị trường châu Âu thôi. Cái này có thông số là 6.11, là khoảng 2m13, 2m15 nha anh em. Đó. Quýnh từ 5/32, quýnh từ 6 đến 14g thì phải. 6 đến 12 leo beo. BE 0.8 đến 1.2. Hay Fuji Six Titanium. Cái này là hàng xuất châu Âu nè, cái này nè, anh em kiếm cái này nè. Em cái đó. Google này. Cái này dạng hiếm nha anh em. Này.
Đó, lâu lâu phải có những cây hiếm như vậy. Rồi cây này có mã là A60, nặng 160g, 3g, còn 1.8, giá 8 triệu. Anh em có thể tra nghiên cứu cây này lại ha. Bambuji Seed Titanium. Đó, cây này trong bộ sưu tập của em. Cái tiếp nữa là mã A62, là một cây xích của Daiko. Vậy được còn có cây nha anh em. Xích Daiko mã 62. Cây này có thông số là 5.8, là gần 1m8, 1m75 thì phải, 1m74. Mát từ 100 đến trên dưới 100g, mát BE từ 24. Cái này anh sản phẩm cứng nha anh em. Sản phẩm là cứng nè. Đó, nhẹ thôi chỉ có nặng 190g, ngọn 2 ly 2, giá là 2.8 triệu, khoen Bougie Seed Titanium luôn. Trong này Titanium đời đầu nha. Đó, anh em mới tự chích lấy cái này quýnh ngon. Rồi, cảm ơn anh em cực hữu nhiều. Anh em mà không mua hàng liên hệ trực tiếp số 0907010129 giúp em. Anh em nào ở Sài Gòn muốn cờ em giống như khu vực nội thành đi, em sẽ cầm tới cho anh em coi luôn. Giờ bà lấy luôn ha. Cà phê, cà pháo, anh em giao lưu chơi. Cảm ơn anh em nhiều.